Chỉ còn 5 phút nữa, tại khu phố cổ Hội An sẽ kết thúc nội dung phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ. The program Streets No Longer Subsided will be over in 5 minutes. Dan kali ini tuh, Maria Yogi dan Hội An và trong thêm lạc TV 2 bước, hội diễn tốt để diễn cứu nó một phút thông minh.